Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức trong tuần. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Talk Show của chúng tôi. Hiện nay, các nhà máy, doanh nghiệp, xưởng sản xuất đang tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Chi phí hóa đơn tiêu thụ điện hàng tháng chiếm một phần lớn trong chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Một giải pháp ưu việt để tiết kiệm chi phí và sinh lợi nhuận nhàn rỗi đó là lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây là hướng khoa học mang lại cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Thực tế, Việt Nam đang trong tình trạng mất cân đối cung cầu điện. Dự báo đến năm 2021-2022, nước ta có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt khoảng 1,2 đến 1,6 tỷ kWh một năm. Chính phủ đang khuyến khích doanh nghiệp lẫn người dân cùng phát triển năng lượng tái tạo từ điện mặt trời nhằm góp phần giải bài toán thiếu hụt nguồn điện. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết, điện năng lượng mặt trời không chỉ để sử dụng, mà chúng ta có thể tận dụng nguồn điện dư để bán lại cho lưới điện, sinh lời với vòng đời lặp lại lên đến 25 năm. Chính vì vậy mà đã có rất là nhiều người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà máy, các phân xưởng đã tìm đến nguồn năng lượng này như là một giải pháp để đầu tư lâu dài và tiết kiệm hiệu quả. Vậy thì cách thức nào để chúng ta có thể sử dụng được tối ưu khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời? Câu trả lời sẽ có trong buổi talk show ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ba vị khách mời nhé. Đầu tiên, Trà My xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Trọng Quý Châu là Phó Chủ nhiệm Thường trực của chương trình phát triển điện mặt trời, mái nhà và năng lượng tái tạo của Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Hồ Chí Minh, HBA. Xin chào ông ạ. Trà My, xin chào quý vị khán thính giả. Dạ. Và tiếp nối chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Mai Văn Hiếu là Phó Tổng Giám đốc của On Energy. Rồi, chào Trà My, chào quý vị khán giả. Và vị khách mời cuối cùng chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Phan Thành Trung là Giám đốc điều hành của KTG Energy. Xin chào ông. Xin chào Trà My và xin chào quý vị khán giả. Rất là cảm ơn cả ba ông đã dành thời gian tham gia chương trình tiêu dùng 24/7 ngày hôm nay. Đầu tiên có lẽ là cho phép Trà My xin được đặt câu hỏi cho ông Phạm Trọng Quý Châu ạ. Như Trà My cũng đã đề cập ngay từ đầu, đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời, đặc biệt là điện năng lượng mặt trời mái nhà hiện nay thì được rất là nhiều người dân quan tâm và xem như đây là một giải pháp đầu tư lâu dài, rất là tiềm năng và cũng là một cái giải pháp tiết kiệm trong quá trình mà chúng ta sử dụng điện. Vậy thì đối với các doanh nghiệp hiện nay thì làm như thế nào để chúng ta có thể thúc đẩy nguồn điện đến với các doanh nghiệp và về phía HBA chúng ta có cam kết hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể sử dụng một cách tối ưu nhất ạ? HBA đã xây dựng một chương trình về điện mặt trời mái nhà có cái mục tiêu rất là lớn là 1.000 MW từ đây 2000 đến 2024. Thì chương trình chúng tôi cũng lựa chọn các cái đối tác chiến lược để tham gia, mời tham gia vào trong chương trình, và cụ thể là chúng tôi có sự lựa chọn sàng lọc rất kỹ các đối tác này với ba tiêu chí mà chúng tôi đưa vào sàng lọc các đối tác chiến lược của chương trình trước khi mời tham gia. Đó là tuổi đời của doanh nghiệp, những thâm niên về làm kinh doanh sản xuất ổn định trên thị trường. Thứ hai là tiềm lực tài chính và thứ ba là năng lực triển khai thi công ở quy mô lớn. Thì chúng tôi đã có mời bên On Energy cũng như KTG Energy là đã đem đến một cái giải pháp toàn diện về vừa kỹ thuật và vừa về tài chính cho hơn 1.500 doanh nghiệp trong 18 khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ mời cả hai đơn vị tham gia vào các cái hoạt động rất là đa dạng của hiệp hội để giới thiệu đến trực tiếp các doanh nghiệp tại các khu. Thì cũng rất là mong là Energy và Energy là có được cái sự phát triển đồng hành cùng với lại là hiệp hội để mà hoàn thành cái mục tiêu đến 2024 là đạt 1.000 MW. Vậy thì câu hỏi tiếp theo cho phép Trà My xin được đặt cho ông Mai Văn Hiếu là một trong những đơn vị đại diện cho On Energy, là một trong những đơn vị mà có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời về các khâu như là đầu tư nè, lắp đặt nè, kể cả cung cấp vật tư nữa, thì ông đã có những chương trình hỗ trợ hợp tác như thế nào cho các doanh nghiệp để có thể sử dụng một cách hiệu quả và tối ưu nhất ạ? Chúng tôi có 5 cái phương án hợp tác với lại cái chủ phái. Thì đầu tiên đối với chúng tôi là cái bỏ vốn ra đầu tư để chúng tôi thuê máy lại của chủ máy, và chủ máy dựa trên cái đó thì doanh thu của chủ máy chúng tôi sẽ chi trả bằng cái chi phí bán điện cho EVN. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần chúng tôi sẽ đầu tư hệ thống cho cái máy của khách hàng. Sau đó chúng tôi bán điện giá rẻ xuống cái tải tiêu thụ cho khách hàng. Cái phần thứ ba đó là cái phần mà nếu khách hàng họ có tự đầu tư
thì chúng tôi sẽ là đơn vị về thi công, lắp đặt và vận hành cái hệ thống đó cho khách hàng. Và cái cuối cùng là cái hiện nay chúng tôi đang hợp tác với lại rất nhiều cái doanh nghiệp, đó là hai bên cùng bỏ vốn vào đầu tư mỗi bên một cái tỷ lệ nhất định để vận hành cái hệ thống đó. Ngoài ra cái phần thứ năm của chúng tôi là cái phần gọi là một cái mô hình mới ở Việt Nam, đó là mô hình BOT. BOT có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng tôi sẽ xây dựng, vận hành và chuyển giao trong một cái số năm nhất định nào đó cho khách hàng họ yên tâm. Tại vì cái điện mặt trời mái nhà hiện nay thì với Việt Nam thì nó rất là mới, nên là tâm lý khách hàng họ sẽ rất là lo lắng. Cái ban đầu họ bỏ ra một cái vốn rất là lớn để đầu tư, thì đó là cái giải pháp chúng tôi mang lại cho khách hàng họ yên tâm hơn. Như vậy là chúng ta cũng có rất là nhiều giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp, đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay thì Trà My cũng đã giới thiệu là có sự hiện diện của ông Phan Thành Trung, một trong những nhà đầu tư rất là lớn đầu tư vào hệ thống điện năng lượng mặt trời và cũng đã ký hợp tác chiến lược đối với On Energy và gói thầu trọn gói EPC. Thì ông có thể chia sẻ là chiến lược cũng như những dự định trong tương lai của cả hai công ty ạ? Rất cảm ơn Trà My. Thì trước hết, KTG Energy là một đơn vị thành viên của tập đoàn KTG với những thương hiệu nổi tiếng như AC và Comet. Trong năm nay thì chúng tôi đang hướng tới là sẽ phát triển năng lượng xanh để cho một trái đất xanh. Do đó là chúng tôi đang và đã phát triển 30 MW peak cùng với On Energy, và đồng thời chúng tôi cũng đang ký hợp tác chiến lược với một quỹ rất là lớn, đó chính là quỹ Vina Capital, để thực hiện 50 MW sắp tới cho tới năm 2021. Và dự định của chúng tôi trong vòng 5 năm sắp tới sẽ là đóng góp được 500 MW peak năng lượng tái tạo để cho một đất nước phát triển bền vững. Thưa ông Mai Văn Hiếu, hiện nay trên thị trường có rất là nhiều đơn vị cũng cung cấp vật tư, cũng lắp đặt, cũng đầu tư cho các doanh nghiệp về việc xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Vậy thì theo ông, sự khác biệt của các đơn vị đó là gì? Và sự khác biệt của On Energy là gì ạ? Thì cũng thưa quý khán giả, thì công ty On Energy chúng tôi thành lập năm 2014 thì cũng trải qua 6-7 năm kinh nghiệm về cái mảng năng lượng tái tạo. Qua đó thì chúng tôi sẽ có rất nhiều cái kinh nghiệm để sàng lọc các tiêu chí. Thì trong đó có một số tiêu chí của chúng tôi, đó là có đối tác chiến lược uy tín thế giới. Khi chúng tôi sử dụng các sản phẩm thì hầu như chúng tôi sẽ chọn cái tiêu chí nó là ở top 5 của thị trường chất lượng. Thứ hai đó là cái phần an toàn. Thì trong quá trình thi công lắp đặt, chúng tôi ưu tiên hàng đầu cho cái phần an toàn. Đối với cái tiêu chí đó thì chúng tôi có mua bảo hiểm cho đơn vị thi công, mua bảo hiểm cho đơn vị thứ ba là cái chủ máy và khách hàng bên dưới của họ. Cái thứ ba đó là cái phần vận hành cái dịch vụ từ tâm. Đó, dịch vụ từ tâm có nghĩa là cả khách hàng cứ yên tâm là tất cả các liên quan tới thủ tục, các chứng từ và các giấy tờ để họ khi mà họ muốn có nhu cầu lắp đặt thì chúng tôi sẽ đứng ra lo trọn gói cho họ để họ yên tâm. Và cái cuối cùng đó là cái dịch vụ O&M. O&M có nghĩa là chúng tôi sẽ bảo dưỡng vận hành cái hệ thống đó trong suốt 20 năm, cái vòng đời của cái sản phẩm điện mặt trời với nhà. Thưa quý vị, để có thể hiểu rõ hơn về hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng như những lợi ích mang lại, thì ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 đến năm 2020, tổng công suất nguồn điện quốc gia cần đạt 60.000 MW, tới 2025 là 96.000 MW. Tuy nhiên hiện nay, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống của nước ta mới đạt 45.000 MW. Trong khi đó, mức tiêu thụ điện năng của người dân ngày một nâng cao, nhất là tại các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng sản xuất, những nơi có sử dụng và tiêu tốn rất nhiều thiết bị điện. Chính vì vậy, tận dụng diện tích mái của doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng vốn đã có sẵn cơ sở hạ tầng điện lưới đầy đủ, thuận tiện trong việc nối lưới điện mặt trời được đánh giá là một giải pháp hiệu quả. Lý do mà chúng tôi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái là vì đây là xu hướng chung của thế giới, đây là nguồn năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp chúng tôi được các cái doanh thu nhàn rỗi từ cái mái xưởng. Thứ hai nữa là tăng cái nâng cao cái độ bền của mái. Thứ ba nữa là nhằm nâng cao cái hình ảnh của đối tác thuê nhà xưởng. Sau khi lắp đặt được cái hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái thì điều chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là nhiệt độ bên trong công xưởng chúng tôi giảm lên đến 5 độ C. Ngoài việc tiết kiệm được điện năng tiêu thụ cho hệ thống làm mát
thì số điện năng dư ra chúng tôi còn có thể bán cho EVN để tạo thêm lợi nhuận cho công ty. Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, điện mặt trời còn góp phần bảo vệ môi trường do giảm lượng khí thải CO2. Chính vì vậy, điện năng lượng xanh đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Thưa quý vị, theo tính toán, nếu như ở Việt Nam có khoảng 2 triệu mái nhà được áp dụng điện năng lượng mái nhà với công suất là 10 kW cho một mái, thì mỗi năm Việt Nam của chúng ta sẽ tiết kiệm khoảng 16 triệu tấn than trong quá trình khai thác nguồn điện từ năng lượng hóa thạch. Và nếu như quý vị là những chủ doanh nghiệp, tổ chức lớn, hoặc nếu như quý vị là những hộ gia đình, cá nhân và chúng ta đang sử dụng nguồn năng lượng điện mặt trời, thì chúng ta sẽ có được hiệu quả kép, đó là sử dụng được năng lượng xanh và có được doanh thu từ việc bán điện. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa, Trà My xin được gửi lời cảm ơn đến cả ba ông đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các doanh nghiệp đang xem cũng như là quý vị khán giả. Xin được cảm ơn. Và thưa quý vị, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiêu dùng 24/7 kỳ sau.